Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, từ thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc một chế độ của những thế lực chỉ muốn dựa vào ngoại bang để mưu cầu danh lợi và rốt cuộc đã phải kết thúc đời mình trong cô tủi. Một trong những nhân vật như thế chính là Nguyễn Văn Thiệu, người đã ngồi trên ghế tổng thống của chế độ Sài Gòn cũ tới cả một thập niên và trước lúc bắt buộc phải rời đi đã tức tưởi thốt lên những câu đầy oán hận đối với các quan thầy Mỹ. Thế nhưng ít ai biết rằng, dù là đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa, vợ của Nguyễn Văn Thiệu, nhưng bà Nguyễn Thị Mai Anh lại được cho là người bao dung, độ lượng, biết đối nhân xử thế, thậm chí còn xây cả bệnh viện cho người nghèo. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao và còn bí mật gì về vợ của Nguyễn Văn Thiệu chưa được tiết lộ? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1930, mất năm 2021, là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên của chính thể đệ nhị Cộng Hòa từ 1967 đến 1975. Đôi khi, bà được gọi là bà Nguyễn Văn Thiệu, Madam Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt trong truyền thông Tây Phương. Ông bà thành hôn năm 1951. Bà sinh năm 1930, là con gái thứ 7 nên còn có biệt danh cô Bảy Mỹ Tho. Trong một gia đình có 10 anh chị em, xuất thân trong một gia đình công giáo toàn tòng ở Mỹ Tho, nhưng do truyền thống Đông y, bà chịu ảnh hưởng khá lớn nề nếp, gia phong phong kiến, nhất là trong cách đối nhân xử thế. Tuổi hoa niên, bà cùng người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn để học tập và thăm thân. Do quen biết gia đình với dược sĩ Huỳnh Văn Xuân, làm việc ở Viện Bào chế Trang 2, hai chị em bà được giới thiệu làm trình dược viên tại Viện Bào chế Rostel. Chính ông Huỳnh Văn Xuân là mai mối cho Nguyễn Văn Thiệu, bấy giờ mang cấp hàm trung úy quen Mai Anh. Mặt khác, cậu Mai Anh là Đặng Văn Quang, cũng là bạn đồng khóa trường võ bị Đà Lạt với ông Thiệu, nên mối tình nhanh chóng được xúc tiến hôn nhân dù có đôi chút trở ngại vì Mai Anh là tín đồ công giáo. Ông bà chính thức làm lễ cưới vào năm 1951. Sau này, vào năm 1958, ông Thiệu mới sửa tội theo công giáo. Trong những năm chồng mình đạt đến đỉnh cao quyền lực, không như đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, bà hoàn toàn không can dự vào chính trường mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, do những áp lực từ chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên truyền hình và rời Việt Nam với tư cách đặc sứ Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc phúng điếu Tưởng Giới Thạch trong đêm ngày 25 tháng 4. Bà cùng chồng và các con sang Đài Loan, từ đó nhập cảnh Hoa Kỳ và ở Boston cho đến nay. Vào năm 1972, một người Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam đã xin phép lấy tên bà Nguyễn Thị Mai Anh đặt cho một giống lan, Brassolario Casleya Mai Anh. Cùng dịp này còn có bà Đình Thúy Yến, phu nhân Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Một người từng phục vụ trong Dinh Độc Lập dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhận xét: "Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng thống phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị đệ nhất phu nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà là điển hình của mẫu người phụ nữ lớn lên trong gia đình được hấp thụ trọn vẹn một nền giáo dục khổng mạnh. Tuy bà là người công giáo mà chúng ta thường thấy trong xã hội miền Nam thời thập niên 40. Bà Thiệu luôn luôn tỏa ra sự trong sáng và vui tươi. Bà không bao giờ câu nệ về cách ứng xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp mặt, bà luôn luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào bà. Điều đặc biệt là bà không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên hệ đến việc làm của ông Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chỉ có một lần duy nhất tôi nghe bà than phiền với ông Thiệu bằng lời lẽ rất ôn tồn về một nhân vật có đầy quyền thế tại phủ tổng thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh. Ngoài việc biết đối nhân xử thế, phu nhân Mai Anh còn không can dự chính trường và chủ nhân của bệnh viện vì dân khám bệnh cho những người nghèo. Tuy nhiên, khác với đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, bà Mai Anh không hề can dự chính trường dù chồng mình, ông Nguyễn Văn Thiệu, có ở đỉnh cao quyền lực hay không. Bà Nguyễn Thị Mai Anh hướng nhiều đến các hoạt động xã hội
chủ trì việc xây dựng Bệnh viện Vì Dân, Bệnh viện Thống Nhất ngày nay, để phục vụ người dân Sài Gòn thời điểm năm 1971. Bà Mai Anh đã thông qua hình thức kêu gọi hỗ trợ đóng góp từ các nhà từ thiện, nhà hảo tâm để thành lập nên Bệnh viện Vì Dân. Được biết, công trình khởi công ngày 17 tháng 8 năm 1971 và khánh thành ngày 2 tháng 3 năm 1973 với quy mô 400 giường và các phân khoa ngoại và nội trú, giải phẫu, xét nghiệm, tai mũi họng, quang tuyến, nhãn khoa, nhi đồng, nhà thuốc. Đáng chú ý, theo truyền thông và lời kể của người đương thời, Bệnh viện Vì Dân lúc đó là bệnh viện hiện đại nhất ở miền Nam. Dù là bệnh viện tư, nhưng Vì Dân phục vụ khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho người dân miền Nam thời bấy giờ. Về các ý kiến mới nhất gắn vai trò của bà Thiệu với công trình y tế công này, ông Nguyễn Kỳ Phong phân tích. Bà Thiệu mất đi, được nhiều người nhắc đến không phải như một đệ nhất phu nhân, mà như là một người đã có công xây dựng một bệnh viện miễn phí lớn bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, Bệnh viện Vì Dân. Còn theo một bài viết của chính ông Phạm Ngọc Tỏa, nguyên giám đốc Bệnh viện Vì Dân, qua đời năm 2017, cái tên Vì Dân là do ông Nguyễn Đình Sướng, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống đề xuất. Ông Phạm Ngọc Tỏa cho biết, Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội, Chủ tịch hội là bà Nguyễn Văn Thiệu, thành lập bệnh viện. Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội chỉ góp phần nhỏ thôi, như thỉnh thoảng có tổ chức chợ phiên chẳng hạn, như chợ phiên Đồng Tâm, v.v. Các buổi tiếp tân tại Phủ Tổng thống để gây quỹ xây cất Bệnh viện Vì Dân mới quên được nhiều, như mời các nhà tài phiệt gốc Hoa, các ông Trần Thành, Lý Long Thân, v.v. mời các ngân hàng nhân dịp đầu năm. Riêng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín đang xây cất trụ sở mới, còn cho thêm đá cẩm thạch nữa để trang trí bệnh viện. Ngoài ra, mỗi vé cine lấy thêm mấy đồng cho Bệnh viện Vì Dân. Trường đua ngựa Phú Thọ thỉnh thoảng tổ chức một cuộc đua đặc biệt để ủng hộ Bệnh viện Vì Dân. Đông Phương Ngân hàng ứng trước từng đợt 20 triệu để xây cất. Đồng bào cư ngụ ở Novili Caledonia về thăm miền Nam cũng ủng hộ một số tiền lớn, hình như là 1 triệu đồng thì phải. Tóm lại, việc gây quỹ thành công là nhờ ở thế lực của Phủ Tổng thống. Vì tiền có dư giả nên lúc đầu chỉ định xây 5 tầng lầu cho khu điều trị, sau xây thành 7 tầng. Ông Phạm Ngọc Tỏa cho hay rằng Bệnh viện Vì Dân là một bệnh viện tư thuộc Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội, dành 25% số giường cho bệnh nhân nghèo, gia đình tiểu công chức, gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ, gia đình nghèo có giấy chứng nhận của khu phố, được giảm phí hay miễn phí tùy trường hợp do sự cứu xét và quyết định của ban xã hội hàng ngày tới Bệnh viện Vì Dân làm việc. Bệnh nhân nghèo được săn sóc, ăn uống như bệnh nhân hạn trả tiền, chỉ có khác là hưởng thuốc miễn phí do Bộ Y tế hay các tổ chức thiện nguyện cho và nằm phòng 4 giường. Như vậy, Bệnh viện Vì Dân chỉ có một phần là miễn phí, phần còn lại là trả tiền. Riêng về dược phòng, phải làm 2 phòng riêng biệt. 1. Phòng thuốc miễn phí, quản trị các thuốc men do Bộ Y tế, các cơ quan thiện nguyện cung cấp để phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. 2. Phòng thuốc trả tiền, cho các bệnh nhân nằm hạng trả tiền, thuốc do các bác sĩ điều trị kê toa và các hãng bào chế OPV, Trang 2 và Tenami cung cấp. Nếu các hãng này không đủ món nào, thì Bệnh viện Vì Dân có thể mua ở ngoài theo giá thị trường. Ông Tỏa kể thêm, trong giai đoạn đầu, khi các giường bệnh hạng trả tiền chưa trón hết, lại cho ở miễn phí, giảm phí rất nhiều để giữ cho bệnh viện ở mức độ cao, việc bảo trì rất tốn kém. Đó là nguyên nhân lỗ vốn của giai đoạn này. Người thiết kế Bệnh viện Vì Dân là kiến trúc sư Trần Đình Quyền, người ở lại Việt Nam sau năm 1975. Trả lời phỏng vấn sau này, ông Quyền kể, cuộc sống ban đầu khó khăn, ông bị nhiều người đe nẹt vì hai tội, đi học bên Mỹ và xây bệnh viện cho bà Thiệu. Nhờ bí thư thành ủy lúc đó là ông Võ Văn Kiệt tạo điều kiện, ông sinh hoạt ở Hội Trí thức yêu nước, tham gia nhóm kiến trúc sư, gồm các kiến trúc sư miền Nam giúp cho miền Tây, theo bài phỏng vấn. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kiêm cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã viết nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu năm 2010. Ông Tiến Hưng cho biết, đang viết một bài về bà Nguyễn Văn Thiệu, trong đó có phần nói về Bệnh viện Vì Dân như sau.
còn bà thì hay nói đến bệnh viện vì dân. Đối với bà thì đây là một niềm vui lớn và nó còn ghi dấu ấn trong tâm trí. Đây cũng là một di sản quý hóa mà bà để lại cho người dân, nhất là những người nghèo. Chúng tôi đã có dịp tới thăm nhà thơ này và thấy nó được xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị rất hiện đại với 400 giường bệnh. Người khám bệnh và chữa bệnh luôn được miễn phí. Các bác sĩ, y tá được chọn lọc cẩn thận. Ngoài ra, lại còn những sinh viên y dược xung phong làm việc từ thiện. Bà kể là sở dĩ nảy ra ý muốn xây một bệnh viện là vì bà hay vào nhà thương Chợ Giấy thăm bệnh nhân. Nhiều khi thấy hai người phải chen chúc nhau nằm trên một cái giường nhỏ làm bà hết sức mủi lòng. Vì vậy, đã bỏ ra nhiều công sức đi vận động để xây nhà thương như là một bước đầu để cải thiện nền y tế Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Hưng viết, tài trợ cho bệnh viện này hoàn toàn không dính dáng gì đến ngân sách quốc gia, mà do sự đóng góp của những cơ quan từ thiện, những người có hảo tâm trong nước cũng như ngoại giao đoàn. Bà nói tới sự đóng góp đặc biệt của 4 tòa đại sứ Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hà Lan. Bà đi vận động xây nhà thương là do sự đam mê công tác xã hội, hoàn toàn không có mục đích chính trị như một số người đồn thổi. Ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Thông tin Dân vận Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa và là em họ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nói với báo chí, điều đáng trân trọng nhất là bà tham gia rất nhiều công tác xã hội. Trong đó đáng nhớ là bà chủ xướng việc xây dựng bệnh viện vì dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971, đồng thời chăm lo cho trường Quốc gia Nghĩa tử nhằm nuôi dưỡng con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Dù có những quan điểm khác nhau về công trình này, nhưng nhiều người Việt khi nhớ lại vẫn xem bệnh viện vì dân là một dấu ấn đẹp trong lịch sử. Quý vị thân mến, sau này những người thân cận với bà Thiệu nói, dù là vợ của Tổng thống nhưng bà thích phục vụ những vấn đề xã hội hơn. Có lẽ nhiều người nhớ về bà Nguyễn Văn Thiệu như là người lập ra bệnh viện vì dân hơn là một đệ nhất phu nhân. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.